Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị trong 24 giờ qua. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi mới được Quốc hội thông qua có quy định mới giảm điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm để được hưởng lương hưu, cụ thể là giảm mức đóng tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm. Liên quan việc này, có người lao động thắc mắc quy định áp dụng cho những đối tượng đang đóng bảo hiểm trước thời điểm 1 tháng 7 năm 2025 hay không, hay chỉ áp dụng cho những trường hợp đóng mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, quy định mới về thời gian đóng bảo hiểm được áp dụng với cả người đã tham gia bảo hiểm xã hội từ trước ngày luật có hiệu lực. Việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội được xác định theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời điểm hưởng chế độ, trừ trường hợp luật này có quy định khác. Về điều kiện hưởng lương hưu của luật mới thông qua, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu nếu đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của luật lao động. Nếu người lao động nghỉ sớm hơn do suy giảm khả năng lao động thì phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên và được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 61 đến dưới 81%. Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Về tỷ lệ hưởng lương hưu, đối với lao động nữ tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Đối với lao động nam, tỷ lệ hưởng tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hàng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương hưu làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%. Trường hợp nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động thì mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định bị giảm 2%. Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi dưới 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu, từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng thì được giảm 1%. Tổng cục thuế cho biết 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã ban hành gần 32 triệu lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gửi đến người nộp thuế, đạt 100% số người nộp thuế phải thông báo. Cơ quan thuế cũng đã ban hành trên 174.000 quyết định cưỡng chế, thực hiện đăng công khai thông tin, công khai số tiền nợ thuế của hơn 630.000 người nộp thuế chây ì, không nộp tiền thuế đúng hạn với tổng số tiền gần 230.000 tỷ đồng. Áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đã ban hành gần 16.900 lượt thông báo với người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp nợ thuế với số tiền nợ 24.000 tỷ đồng, qua đó trực tiếp thu hồi gần 920 tỷ đồng của gần 1.500 doanh nghiệp nợ thuế. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ vừa phối hợp với công an thị trấn Trần Cao kịp thời phát hiện và bắt giữ đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào hồi 13 giờ 45 phút ngày 14 tháng 7 năm 2024, tổ công tác bảo vệ an ninh trật tự phối hợp với công an thị trấn Trần Cao tiến hành tuần tra tại thôn Cao Xá phát hiện một nam thanh niên có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra và phát hiện trên người đối tượng có một túi ni lông bên trong chứa chất màu vàng, đồng, dạng cục và bột. Một túi ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng, một viên nén màu xám đen. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận là Đào Đình Đằng, sinh năm 1999, trú tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, mua số ma túy trên để sử dụng. Kết quả giám định số ma túy trên có khối lượng là 2,392 gram thuộc loại MDMA, methamphetamine, ketamine. Đây là chiến công đầu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kể từ khi ra mắt. Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ người đàn ông đâm một phụ nữ rồi tự sát tại một quán trà sữa.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7, ông HVH, sinh năm 1985, quê ở Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hẹn bà MTV, sinh năm 1982, ngụ ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh ra quán trà sữa trên đường Lê Văn Khương, quận 12 để nói chuyện. Sau đó, người đàn ông cự cãi lớn tiếng với người phụ nữ trong quán, rồi vung dao tấn công, khiến người phụ nữ gục tại chỗ. Người đàn ông sau đó dùng dao tự đâm mình, rồi cũng gục xuống nằm cạnh người phụ nữ. Lúc này, trong quán có một số người phát hiện nhưng do diễn biến quá nhanh nên không ai có khả năng ngăn cản. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa khu vực để khám nghiệm. Người thân của nạn nhân sau đó cũng đến hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý. Theo người dân, trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông H đã đi tìm mua dao ở tiệm đối diện quán trà sữa. Một ổ nhóm cá độ bóng đá trên không gian mạng với nhiều đối tượng tham gia và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự vừa bị công an Nghệ An bắt giữ. Các đối tượng đều trú tại xã Nam Anh và Nam Xuân, huyện Nam Đàn. Điều tra ban đầu làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trên ứng dụng gần 1 tỷ đồng, cho vay với lãi suất 3.000 đồng một triệu một ngày, tương đương 108% trên năm, thu lợi bất chính số tiền 76 triệu đồng. Hiện Công an huyện Nam Đàn đang tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các sở giao thông vận tải tăng cường thanh tra kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong luật hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn. Đây là nội dung văn bản mới được Bộ Giao thông Vận tải ban hành nhằm tiếp tục tăng cường quản lý nhằm phòng ngừa tiêu cực, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm định xe cơ giới thời gian tới. Theo đó, Bộ yêu cầu các sở giao thông vận tải chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về kiểm định xe cơ giới, đặc biệt là việc duy trì, đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, nhân lực theo quy định, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình kiểm định phương tiện, tích cực phòng chống tiêu cực trong hoạt động kiểm định phương tiện tại đơn vị. Trong thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm quảng cáo cho vay tiền bằng cách sử dụng iCloud đơn giản, chỉ cần sở hữu điện thoại iPhone chính chủ. iCloud là tài khoản lưu trữ dữ liệu và thông tin cá nhân của người dùng iPhone lên điện toán đám mây. Hình thức vay tiền bằng iCloud thực chất là một hình thức thế chấp thông tin cá nhân để vay tiền. Khi người dùng đăng nhập vào iCloud cho vay, các đối tượng có thể kiểm soát dữ liệu cá nhân và thậm chí có thể khống chế người vay. Các cơ quan công an cũng đã phát hiện và bắt giữ một số đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay bằng iCloud. Một ổ nhóm tín dụng đen tại Bắc Giang đã cho hơn 30.000 người vay với tổng số tiền giải ngân lên đến khoảng 70 tỷ đồng và lãi suất có thể lên tới hơn 600% trên năm. Ngành chức năng khuyến cáo người dân không nên cung cấp mật khẩu tài khoản iCloud của mình cho bất kỳ ai để tránh rủi ro dò rỉ dữ liệu cá nhân. Đồng thời, cần nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin điện tử trong thời đại số hiện nay. Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhân TTT 46 tuổi ở Hà Tĩnh, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn. Các bác sĩ trung tâm chống độc đã tiến hành các phác đồ điều trị tích cực, tuy nhiên bệnh nhân không qua khỏi. Theo bệnh sử, 6 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7, bệnh nhân uống khoảng từ 500 đến 600ml nước thuốc sắc từ rễ cây phơi khô. Rễ cây sử dụng được cho là rễ cây cóc với công dụng chữa đau đầu mất ngủ lâu năm, được đào trong rừng, thường được người dân dùng làm thuốc sắc uống. Sau khi uống 10 phút, bệnh nhân xuất hiện méo miệng, mệt lả, gọi hỏi vẫn đáp ứng. Bệnh nhân vào trạm xá xã, sau đó chuyển bệnh viện huyện. Trên quãng đường kéo dài khoảng 15 phút, ý thức bệnh nhân giảm dần, gọi hỏi không đáp ứng. Tại bệnh viện huyện, bệnh nhân được xử trí đặt ống nội khí quản, truyền dịch và chuyển bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Trên quãng đường kéo dài hơn 1 giờ, bệnh nhân xuất hiện tím tái. Và bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bệnh nhân trong tình trạng ngừng tuần hoàn phải xử trí cấp cứu sau 15 phút, có mạch trở lại. Tuy nhiên, tình trạng ngừng tuần hoàn vẫn tiếp tục xảy ra sau đó. Cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, trụy tim mạch. Với các biểu hiện của ca bệnh, các bác sĩ trung tâm chống độc nghi ngờ bệnh nhân bị ngộ độc cây lá ngón. Các bác sĩ đã thu thập mẫu nước sắc rễ cây của bệnh nhân để làm xét nghiệm tại bệnh viện, đồng thời gửi mẫu tới Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia. Kết quả xét nghiệm từ Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia cho thấy mẫu nước sắc và cành rễ khô thái lát mà người nhà bệnh nhân cung cấp đều tìm thấy chất độc nhóm Comin và Gensimin. Đây đều là các độc tố trong cây lá ngón.